cuộc chiến không hồi kết của hai chị em cuốn mỗi bữa ăn. Nhà có hai chị em mà cái nết hôn đứa nào vừa đứa nào, cứ tới giờ cơm là chọc ghẹo nhau. Dù mỗi đứa một bát đàng hoàng nhưng phải có xíu ra ma mới chịu. Nhỏ cho chị ăn mà cũng không yên, bà em có chút xíu vậy đó. Nhưng đâu có vừa, thấy chị ăn là đứa nghiến răng nghiến lợi, chửi không sót chữ nào. Đúng rồi đó, nhường cho chị ăn đi con. Ủa? Gì vậy? Người thì nhỏ mà cái nết thì to, còn con chị to xác chứ mà nhát lắm. Nó ngơ ngác không hiểu con em đang lên cơn cái gì, rồi cuối cùng cũng không dám ăn luôn. Cuộc chiến không bao giờ có hồi kết. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Ôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết. Khổ thân chó chị, sâu đời mà có nếp nhăn trên trán luôn mà. Bữa nào cũng như một cuộc chiến không hồi kết, có khi còn lôi nhau ra tận một trận tới bến luôn đó chứ. Nhưng mà cũng yêu thương nhau lắm, đánh xong là cứ như mất trí nhớ lại ôm nhau như cũ. Có đôi khi còn hiệp lực lại chống đối con sen. Nhà có hai nàng tiên, mỗi đứa một nếp nên đôi khi cũng gà bay chó sủa, song cũng đáng yêu không kém các bác ạ. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.